Nhà sách từ lực hân hành giới thiệu với quý độc giả chuyện dài Sương Ký ức của tác giả Đặng Mai Lan do Văn học Press xuất bản. Sương Ký ức tựa đề của tác phẩm khiến độc giả có thể mường tượng được phần nào nơi chốn mà tác giả Đặng Mai Lan hồi tưởng và giàn trải trong cuốn sách. Đặng Mai Lan viết về Đà Lạt, thành phố Sương Mù, viết về những kỷ niệm với nhiều nhân vật, trong đó có thiện, có thịnh mời quý độc giả cùng nghe một đoạn đặng mai lan viết trong tác phẩm sương ký ức cuối cùng thì họ cũng bước vào nhà cánh cửa được mở một cách dè dặt nhẹ nhàng nhưng đã xô ập vào nhà một lượng không khí mờ đục lạnh buốt phía ngoài Thiện nói ôi sương nhiều quá trên đường về có lúc tưởng như lạc không thấy lối ra tôi nhìn ra cửa sương như chưa bao giờ nhiều đến thế sương như mây mỏng, tràn vào nhà. Sương che khuất những đường nét trên khuôn mặt thiện. Tôi không nhận ra anh. Anh lạ quá. Từng phút, từng phút, khuôn mặt anh nhạt nhòa, biến đổi. Từ đêm đó, Sương không chỉ ôm ấp màn đêm, thung lũng, núi đồi. Sương che luôn cả mặt trời, biển rộng và những lớp cát ẩm ướt dưới đôi chân tôi. Cả đời, không gian, Khung cảnh đó chẳng bao giờ tôi quên. Nơi đó, thời điểm đó bắt đầu là những nỗi buồn. Tôi thực sự biết thế nào là bạc bẽo, bơ vơ. Nỗi buồn của được và mất là khởi đầu, bắt đầu của một đời người. Đêm nay, ngoài kia chắc sương cũng đang đổ xuống trên khắp núi đồi, phố nhà. Những vạt sương ký ức, lan man trong sương là những khuôn mặt buồn hiu chú thịnh thịt da nát tan, thịnh chân trời góc bể, còn thiện giờ lưu lạc về đâu. thư quý khán giả, chuyện dài xưng ký ức của tác giả Đặng Mai Lan hiện đang bán tại nhà sách tự lực. Địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại để quý khán giả gọi vào mua sách là 1888. 1888-204-7749 và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310. Độc giả xa muốn mua sách xin vào trang mạng của nhà sách tự lực là www.tulực.com.